À rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio, một trong những kênh âm thanh bãi tuyển chọn. Thì hôm nay bên em lại cập đến được những dòng dây loa và Refine của Pháp. Và thương hiệu này thì bên em đã bán cho các bác trong xuyên suốt rất là nhiều thời gian, trong suốt 2 năm vừa qua rồi. Đấy, thì cuối năm đợt vừa rồi thì bên em có hết hàng, không cập đến được những dòng dây loa như thế này cho các bác. Đây, thì ngày hôm nay bên em lại về thêm được những cặp dây loa và Refine của Pháp cực kỳ là chất lượng. Và các bác đừng nhầm tưởng cái dòng dây loa này đấy, sang dòng dây loa Vanenhui Maxlum mà cả hai nhá. Đó. Rồi, mọi chi tiết liên hệ mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia nhá. Đấy, thì bên em sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đấy, thì đây, trước mặt tất cả các bác đây chính là cái cặp dây loa Refine của Pháp này. Đây các bác có thể thấy được. Này. Đó. Các bác nhìn chưa? Rồi. Refine này. L311 đấy, dòng này của nó các bác có thể thấy được OFC Copper cộng Silver Plate. Đó chính là giữa kết hợp giữa đồng và bạc và trong một cái lõi dây như này nhá. Và dây của nó thì nó sẽ có một lớp chống nhiễu ở bên ngoài nữa, cực kỳ là cao cấp. Đó. Đấy, các bác lấy về các bác này, trên thân dây thì nó cũng sẽ có điều hướng mũi tên như này. Đó, trên thân dây thì nó cũng sẽ có điều hướng mũi tên như này. Đấy, các bác lấy về cắm rút làm sao mà cho nó đúng cái điều hướng mũi tên để nó phát huy tối đa cái chất âm mà nó mang lại cho cái giải âm thanh nhà các bác. Đấy. Và đặc biệt dây này thì bên em về ấy, của nó là hàng nguyên bản và dây của nó, dây và rắc đều theo đây, đồng bộ của hãng luôn nha. Đấy. Dây này thì nó cũng đã được sử dụng qua 5 tháng ở bên nước ngoài rồi. Đấy, dây là dây được sử dụng ở bên nước ngoài rồi, cực kỳ là cao cấp cho các bác nha. Đấy, các bác có thể thấy đây, đây đầu rắc của nó đây. Dòng này của nó thì nó sẽ sử dụng là đầu rắc bắp chuối răng cưa. Đấy, các bác nhìn này. Đó, tên thương hiệu của nó này, Refine, rất là cao cấp. Thì đợt trước là bên em về hàng là cũng có một đoạn lõi dây thì em mua cắt ra để em quay cho các bác xem rồi. Đấy, thì lõi bên trong của nó có vừa đồng, đấy, nó kết hợp là vừa lõi đồng, vừa lõi bạc. Đó. Và bên ngoài của nó sẽ gồm một lớp chống nhiễu. Tiếp đến là nó sẽ đến một lớp cách nhiệt, rồi mới đến cái lõi dây bên trong nha các bác. Riêng dòng này hãng sản xuất cực kỳ là đạt tiêu chuẩn, mà theo em cảm giác cảm nhận được là cái chất âm của thằng này cực kỳ là hay nha. Đó, có thể thấy được này, dây của nó đây. Đấy, này coi nhìn này. Đó, đó, Refine L311. Đó, nhìn này, OFC Copper cộng Silver. Đó. Rồi. Thì dàn âm thanh nhà bác nào mà đang muốn cải thiện tốt ở ba giải thì các bác có thể lựa chọn về những cái dòng dây loa như thế này nha. Đấy. Riêng dòng này của nó không phải là đặc trưng của nó nha. Đấy, nó không phải là những dòng dây thường xuyên mà các bác thường thấy, nó chính là kết hợp giữa lõi đồng và lõi bạc. Đấy. Thì nó là được mạ một lớp bạc ở bên ngoài. Còn riêng dòng dây này ấy, thì nó sẽ là tách biệt ra. Đấy, nó sẽ gồm những trụm đồng. Đấy, thì lõi bên trong nữa thì nó sẽ gồm những trụm bạc. Đấy, nó tách biệt hoàn toàn. Đấy, thì để phát huy làm sao mà cái chất âm nó mang lại tối đa cho tất cả các bác. Còn riêng dòng này thì bản thân em cảm nhận thì tiếng bass của nó cũng rất là tốt nha. Chép của nó thì cũng tráng, trong chéo, độ mềm mại rất là hay. Đấy, độ chi tiết. Đấy, tiếng làm sao mà dòng này thì nghe rất là tách bạch. Cái tiếng nhạc cụ các bác nghe cực kỳ là tách bạch và độ chi tiết rất là tốt. Đấy, đuôi của nó nghe cũng không có bị ù. Đặc biệt là những dòng dây loa ấy, các bác nào mà nghe mà nó bị ù đuôi thì thực sự là nghe nó rất là không vào tai. Đấy, thì riêng những cái dòng dây loa như này thì cải thiện rất là tốt ở ba giải cho các bác. Đấy, chung trầm chép ba giải dài la cũng rất là hay. Đấy, thì các bác là có điều kiện thì có thể lựa chọn được cho mình những cái cặp dây loa như thế này nhá. Thì giá của bên em về đấy, giá đợt này thì nó sẽ cao hơn đợt trước nha. Đấy, đợt trước em về thì em bán các bác một cái mức giá là 3 triệu. Giá trước em về em bán các bác là 3,2 triệu. Đấy, thì đây đợt này giá về nó đã cao hơn rất tương đối rồi. Đó, nó cao hơn 200.000 là 3,4 triệu một cặp nha. Mỗi vế là 2,5 mét. Đó, mỗi vế 2,5 mét cho tất cả các bác. Thực ra thì hàng nó về lên xuống tùy đợt, nếu các bác cũng phải thông cảm. Tại vì ngày xưa em về được nó là những dòng cắt mét thì nó khác. Đó, còn đợt này về là em về 100% là về đồ hàng nguyên bán. Về cho nó các bác khỏi về lăn tăn, các bác không suy nghĩ gì cả. Đó. Đây. Đấy, thì mọi thông số kỹ thuật của dây thì em giới thiệu rất là chi tiết tỉ mỉ cho tất cả các bác rồi.
bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em qua hai số điện thoại kia thôi nhá. Rồi thì chân thành cảm ơn tất cả các bác đã bỏ chút thời gian để theo dõi hết cái clip bên Huy Cường Audio, và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.